You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much, so much. You're the fear, I don't care, 'cause I've never been so high. Follow me through the dark, let me take you past the satellite. You can see the world you brought to life, to life. So love me like you do, la la, love me like you do. Love me like you do, la la, love me like you do. Touch me like you do, ta ta, touch me like you do. What are you waiting for? Fading in, fading out, on the edge of paradise. Every inch of your skin is a holy grail I've gotta find. Only you can set my heart on fire, on fire. Yeah, I'll let you set the pace, 'cause I'm not thinking straight. My head's spinning around, I can't see clear no more. What are you waiting for? Tôi xin được giới thiệu, tôi là ông của cháu Vinh. Thay mặt gia đình họ nhà trai, lần đầu tiên tôi xin được gửi lời chào trân trọng, lời kính chúc sức khỏe đến các cụ, các ông, các bà, gia đình họ nhà gái luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Vâng, kính thưa các cụ, các ông, các bà, quan viên hay họ, để từng bước tiến hành tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu Vinh, Lệ. Hôm nay được sự thống nhất của hai bên gia đình, hôm nay cũng là ngày lành tháng đẹp, gia đình họ nhà trai chúng tôi có tiến hành tổ chức lễ xính hỏi, lễ xin dâu cho hai cháu Vinh Lệ. Kính mời các cụ, các ông, các bà, gia đình họ nhà gái tiếp nhận lễ xính hỏi của gia đình họ nhà trai chúng tôi. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa quan viên hai họ, kính thưa quay toàn bộ các cụ, các ông, các bà và cô dì chú bác họ nhà gái và đại gia đình họ nhà trai, hôm nay là ngày lễ quay đính hỏi. Tôi xin có ý kiến là bây giờ quay nhà các cháu đã qua quá trình tìm hiểu nhau và đến quay đến hôm nay là quay là đã thương yêu nhau, hai bên gia đình đã nhất trí và quyết định quay là chọn ngày lành tháng tốt và quay là xin lễ hỏi rồi lễ xin cưới của nhà trai rồi tiến tới rồi tổ chức thành hôn cho hai cháu. Tôi chẳng biết nói gì, chỉ biết coi như họ nhà gái chúc coi như toàn thể đại gia đình họ nhà trai sức khỏe dồi dào sang năm mới, một năm mới coi như là làm ăn quay là phát đạt, mọi vấn đề quay là hoàn thành tốt. Xin hết. We don't wanna believe it, that it's all gone. Just a matter of minutes before the sun goes down. We're afraid to admit it, but I know you know that we should've known better, but kept on trying. And it's time that we see it, the fire's dying out. Can't believe that I see this, we're out of chances now. And I just want you to know that you and me, it was good, but it wasn't right. And it'd be hard, but I know I
Yeah, I hope you'll be happy now. I hope you'll be happy now. If I just held on, but it's really crazy how love could fade so fast. We said forever, but now we're in the past. And I just want you to know that you and me, it was good, but it wasn't right. And it'll be hard, but I know I will make it out. Step by step, I move on and get on with life. So I let go and I hope you be happy. But I'm on the fence and thinking about the distance. Can't pretend you're not living up in my head. I try to prevent, but you know I can't resist it. I miss you, only wanna be with you. Fast and falling, falling for your love. Haunt me, love me through my phone screen. I can't relax, I'll never get enough. Goddamn, I miss ya, only wanna be with ya. Fast and falling, falling for your love. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, quan viên hay họ, quý khách gần xa, có mặt trong hôn trường ngày hôm nay. Tôi xin được giới thiệu, tôi là ông của cháu Vinh, thay mặt cho gia đình họ nhà trai. Lần đầu tiên, tôi xin được gửi lời chào trân trọng, lời kính chúc sức khỏe đến các cụ, các ông, các bà, các bác, quan viên và quý khách xa gần họ nhà gái luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, các vị quý khách, trong hôn trường ngày hôm nay, được sự thống nhất của hai bên gia đình, họ nhà trai, họ nhà gái, hôm nay họ nhà trai chúng tôi có tổ chức xính lễ xin dâu. Xin phép các cụ, các ông, các bà, gia đình họ nhà gái cho phép cháu Lệ sẽ được về làm dâu con trong gia đình của chúng tôi, cũng như là cháu Vinh cũng được là con cháu trong gia đình của các cụ, các ông, các bà, gia đình họ nhà gái. Và kính thưa các cụ, các ông, các bà, quan viên hay họ, quý vị quý khách trong hôn trường hôm nay. Hôm nay cũng là ngày lành, tháng tốt, già đẹp. Theo cái lịch trình của họ nhà trai chúng tôi là sẽ xin các cụ, các ông, các bà, quan viên hai họ nhà gái sẽ phát biểu đôi lời và xin được tiếp nhận
lễ xin dâu của họ nhà trai chúng tôi. Sau đó theo lịch trình là 14:05 là gia đình họ nhà trai chúng tôi sẽ xin phép các cụ, các ông, các bà được cho cháu Lệ về gia đình họ nhà trai để tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Kính thưa quý vị khách quý, trai lớn thì lấy vợ, gái lớn thì gả chồng. Hôm nay là ngày đẹp, giờ đẹp, hai con cũng tôi cũng đẹp, không gì đẹp hơn. Cũng mong muốn rằng hai con kể từ giây phút này đã chính thức lên vợ thành chồng, cùng nhau vun đắp tổ ấm hạnh phúc riêng của mình. Biết rằng phía trước nó còn rất nhiều khó khăn vất vả, nhưng hai con hãy yêu thương nhau, tôn trọng nhau và chia sẻ cho nhau những niềm vui và nỗi buồn. Quận vợ, quận chồng biển đông tất cả và các cụ và ông bà ta đã dạy: chồng giận thì vợ bất lời, cơm sôi nhỏ lửa chẳng đời nào khê. Qua đây cũng xin gửi tới quý vị khách quý cùng toàn thể anh em bạn bè thân yêu gần xa lời chúc sức khỏe, thật nhiều niềm vui và may mắn và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Take it all in right now. Nhiệt tình nồng hậu của các cụ, các ông, các bà, các bác, gia đình và nhà gái cũng như là các vị quý khách có mặt trong hội trường ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị đại biểu, là theo cái giờ chúng tôi đã ấn định, ngày lành tháng tốt giờ đẹp đến bây giờ thì cũng đã đến giờ gia đình họ nhà trai chúng tôi xin phép được các cụ, các ông, các bà, gia đình họ nhà gái cho phép cháu Lệ về bên họ nhà trai để tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Và cũng xin trân trọng kính mời các cụ, các ông, các bà, các vị quý khách họ nhà gái cùng với lại bạn bè của cháu Lệ hãy đi cùng cháu Lệ về gia đình họ nhà trai chúng tôi để chứng kiến lễ tổ chức thành hôn cho hai cháu. Xin trân trọng kính mời. Take it all in right now.
started, and the world is ours. We're just getting started, and it feels so.